Hello mọi người, hôm nay mình đi giặt đồ. À, mình đem cái này như cái để trong bathroom mình vậy đó. Với lại giặt bằng tay, mà tay cục đó, mình bỏ vô thôi, mình không có cần nước. Tại vì trong đây nó nước, nó sẵn cục thôi vậy rồi. Thì mình hôm nay mình sẽ đi giặt đồ mọi người ơi. Mười nhìn nè, trời nắng rất đẹp đúng không? Xe đậu cũng đầy luôn. Giặt đồ hôm nay cũng khá nhiều đó. Ok, bây giờ mình đi thôi. Giờ mình sẽ lấy đồ. Hôm nay trời đẹp, bao đẹp luôn. Hôm nay trời nắng luôn nha. Lốc xe đó coi. Có bỏ tiền xu rồi mà không biết cái clip đó nằm ở đâu. This is crash, great. Giờ mình bỏ nam đi vô bao thơm, xong về bao thơm. Xong rồi đó, bây giờ mình ngồi chờ ngắm cảnh, ngắm đồ, con ta xếp đồ áo. Mọi nhìn ra ngoài, ngoài đường. Hôm nay trời nắng cũng được được, nhưng mà trời cũng 12, 13 độ gì đó, cũng quá lạnh. Có nắng là được. Đang ngồi chơi thì thấy tin tức nọc coronavirus rồi. Ông đó kêu rửa tay, rửa đồ chứ chắc. Bây giờ mình mua một lon chinh chị em mình uống. Xong rồi đó mọi người, bây giờ mình đi sấy. Mình sấy thành chia làm hai cho nó khô nhanh. Nó khô đều hết luôn. Chứ để một máy thì nó không có khô hết đâu. Thì mình bỏ tầng xu này. Mình làm ở tầng trước trước. Có những cái xu mà nó bị kẹt, mình bấm nút nó là nó ra cái xu mà bị kẹt liền. Không có mất tiền. Bây giờ mình sẽ chọn hot cho nóng nhất luôn. Nóng nhất thì khô, hơi khô luôn. Giờ là mình sẽ làm phần dưới này, bỏ xu cũng bỏ ngay cái hộp đó luôn. Nhưng mà bấm nút là bấm nút ở dưới. Cái hộp kẹt nữa không? Thì mình bấm ra. Bấm cái nút đó ra, xu mình lấy lại được, không sao hết. Lúc này mình đi đổi tiền xu. Tại vì không có đủ tiền. Lấy tiền xu thôi. Mút liền. Còn bên kia là người ta bán một giặt bột á, mình lại đi mua. Mình cũng để tiền vô bấm nút, mình thích một giặt nào mình bấm nút đó. Giờ mình làm check cho đồ nó làm sao rồi. Giặt đồ thì 25 phút mà, còn sấy thì có khi sớm có khi nhanh. Mình sấy nửa tiếng trước đi, xong rồi cái mình coi, thì mở nắp ra mình coi coi nó khô chưa, mình sấy tiếp.
còn nước khô rồi thôi đem về. Ở đây người ta có đồ chơi nữa nè mọi người, cho mấy đứa nít chơi á. Với lại bánh snack để đói bụng quá mình ăn, khoai tây gì đâu đó. Còn bên đây là bên cái máy giặt mà giặt nhỏ nhất luôn, màu trắng á, giặt ít nhất luôn thì lấy cái đó, nhưng mà mình thì thích giặt cái kia hơn, nó tiện lợi hơn. Đây, hồi nãy mình mới vô mình mua hai cái vé Mega Millions, hai cái là 4 đồng, kệ lâu lâu cho vui.